bắt may thu hết cái điểm xấu đi để cho gọi vía về làm lễ cơm mới để báo cáo với gia tiên là năm nay được như nào, thì mời các cụ thì cũng ăn trước thì các cụ bênh cho con cháu. Thiêm khổ thêm trang thuế thiên khổng mô đủ mò người chết trước khi người vừa quá cố về thế giới mường ma, anh mò thay lời bố mẹ nhắn con em phải nghe lời con anh, con gái đi làm dâu ở xa đừng quay trời bằng lá vá, đừng quay bố đá mẹ dạ, có nghe đừng chừa coi bố mẹ chồng bằng trẻ con chăn trâu, để dặn dò những cái lời hay ý đẹp, nó rất nhân văn và rất ý nghĩa. Vai trò của ông mò là điểm tựa tinh thần, trấn an các cái gia đình tang tủ hay là các cái gia đình khó khăn ốm đau ấy, trong cái lúc mà tang gia bối rối. Tôi sử dụng cái công cụ này để ghi lại các cái bài dân ca Mường, cái áng mò, để thứ nhất là lưu giữ lại, cái thứ hai nữa là phổ biến lại trong đời sống của người Mường. Mong muốn rằng người Mường giữ được cái bản sắc của mình. Cách hiệu quả nhất là làm sao để các cái phong tục tập quán, di sản văn hóa, nhà cửa, tiếng nói ngôn ngữ truyền nó thành các tài sản văn hóa để phục vụ cho phát triển du lịch mới có thể bảo tồn lưu giữ lâu dài văn hóa được.